Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio Chuyện Đông Hùa. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 358, Anh hùng cứu mỹ nhân. Tam kiếm đoạt mệnh của Càn Khôn đảo sao? Nếu như là trước kia, Thiên Phong quả thực rất sợ chiêu này, nhưng hiện tại, hắn ta đã lĩnh ngộ thiên cơ thuật, vậy thì, cho dù công kích của đối phương có tuyệt đối đoạt mệnh, cũng không thể tiêu diệt hắn, bởi vì thiên cơ thuật của hắn ta có thể nhìn thấu động tĩnh thần nguyên chi khí của đối phương trước, cho nên hắn ta cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt Thiên Phong như hóa thành tinh không sâu thẳm, ánh sáng huyền ảo lưu truyền trong đó, giống như vô số vì sao lấp lánh. Ngay khi tam kiếm đoạt mệnh sắp xuyên qua cơ thể hắn ta, thời gian như đóng băng, tốc độ của ba đạo kiếm ảnh trong mắt hắn ta trở nên chậm chạp tột độ, gần như đứng yên. Thân hình Thiên Phong như quỷ mị hư vô lóe lên, vậy mà vạch ra một đạo quỹ tích vặn vẹo trong không gian, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung phía trên Biện Na. Hắn ta nhìn xuống Biện Na, ánh mắt lạnh lùng, thần kỹ cường đại tại lòng bàn tay đang ngưng tụ, hình thành một con cầu sáng chói. Không chút do dự, Thiên Phong toàn lực thúc động thần kỹ, công kích như cuồng phong bạo vũ, ảo ạt chút xuống người Biện Na. Đòn tấn công này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Thiên Phong, uy lực của nó to lớn, đủ để làm rung chuyển sơn hà. Biện Na cảm nhận được áp lực chưa từng có, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Thân hình chợt dừng lại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thực lực của Thiên Phong lại khủng bố như vậy, lại có thể né tránh đòn tấn công tam kiếm đoạt mệnh của nàng một cách kỳ lạ. Hơn nữa, đối phương lại phản công chí mạng trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, nàng cảm thấy nghẹt thở, trước mặt đòn tấn công, đủ để dung chuyển sơn hà của Thiên Phong. Thân thể nàng trở nên mỏng manh không thể chịu được nổi. Lực lượng va chạm cường đại dẫn đến không khí xung quanh chấn động, như thể ngay cả thiên địa cũng đang run rẩy vì trận đối đầu này. Đòn tấn công của Thiên Phong như thiên phạt, ầm ầm giáng xuống. Nhưng Biện Na trong khoảnh khắc tuyệt vọng này lại bộc phát ra một cỗ ý chí kinh người, cố gắng chống cự đòn tấn công chí mạng này của đối phương. Đoạt mệnh kiếm vũ, hai tay Biện Na như điệp nhẹ nhàng, nhanh chóng kết ra từng đạo ấn quyết thần bí, trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng cổ xưa và sâu xa. Trước người nàng, phù văn như sống lại, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi, lại một lần nữa ngưng tụ thành ba đạo kiếm quang đoạt mệnh, phá không mà ra, mang theo tiếng gào thét tử vong lao về phía địch nhân. Trong hư không, kiếm quang biến hóa khôn lường, hóa thành một trận kiếm vũ chói lọi vô cùng, như thể muốn chém nứt cả thiên địa. Tuy nhiên, trong mắt đối thủ lại lóe lên một tia sáng kỳ quái, hắn ta như đã biết trước mọi chuyện, thân hình như ma quỷ, lưu động không chừng, dễ dàng né tránh đòn tấn công chí mạng của Biện Na. Kiếm vũ vẫn ảo ảo phi vào trong hư không, nhưng căn bản không đánh trúng đích. Tuy nhiên, thân hình Thiên Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Biện Na, ánh mắt lạnh lùng, thần kỹ trong tay như đầu kiếm sắc nhọn, chĩa thẳng vào cổ họng Biện Na. Đồng tử Biện Na trong khoảnh khắc giãn tới cực điểm, trong lòng chỉ xuất hiện một ý niệm, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bại trong tay hắn ta sao? Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, huyễn bạch biển lửa như tuyết, như thủy triều cuồn cuộn ập tới, trong nháy mắt bao phủ lấy Biện Na đang gặp nguy hiểm. Nhưng huyễn bạch hỏa diễm như tuyết xung quanh nàng lại không hề làm nàng bị thương, ngược lại khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Mà thần kỹ của Thiên Phong đương nhiên cũng đánh lên huyễn bạch biển lửa như tuyết, nhưng dưới nhiệt độ cao của biển lửa nóng bỏng này, thần kỹ của đối phương dường như không có tác dụng, giống như một trường đánh xuống biển cả mênh mông, không thể dấy lên bất kỳ con sóng nào. Sau đó, một hắc bào nhân ảnh từ trong biển lửa chậm rãi bước ra, trong tay cầm chặt một cây hỏa xích, trong đôi mắt đều toát ra hỏa mang hủy diệt. Thiên cơ thuật của Thiên Cơ Đảo quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể dễ dàng miểu sát đối phương đồng cảnh, xem ra là đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vạn giới thánh tử tranh đoạt chiến rồi. Cùng với sự xuất hiện của bóng người hắc bào kia, một giọng nói bá khí vô cùng cũng vang lên. Khi nhìn rõ được ngũ quan tinh xảo của bóng người hắc bào kia, trên mặt Biện Na hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm, sao lại là ngươi? Ngay cả chính Biện Na cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hắn còn cứu nàng. Đây chính là tranh đoạt chiến, mỗi một người đều đang tranh đoạt, vì sao đối phương lại cứu nàng? Một câu hỏi không thể giải đáp vang lên trong đầu Biện Na. Vừa hay đi ngang qua đây, thấy ngươi bị thiên kiêu của Thiên Cơ Đảo này ra tay nặng, ta liền tùy tiện xuất thủ thôi. Trên mặt Tiêu Viêm mang theo nụ cười nhẹ, cho người ta một cảm giác thoải mái. Biện Na cũng mỉm cười, đồng thời cũng có chút hảo cảm với Tiêu Viêm. Nam tử này chỉ mới 100 tuổi, trong vạn giới thánh tử tranh đoạt chiến này vậy mà lại có phương diện như vậy, thật sự cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bất quản thế nào, thấy Tiêu Viêm cứu mình, Biện Na cũng cảm tạ Tiêu Viêm. Sau khi hai người khách sáo một chút, ánh mắt ôn hòa của Tiêu Viêm lập tức trở nên sắc bén, một tia sáng lạnh bắn ra, nhìn Thiên Phong của Thiên Cơ Đảo nói, nghe nói người rất phong lưu, chỉ cần nhìn thấy nữ tử xinh đẹp là sẽ theo đuổi không tha, thậm chí
còn có thể làm ra chuyện bất chính, là thật sao? Nghe vậy, Thiên Phong một mặt đắc chí, lập tức nói, không sai, những nữ tử này có thể trở thành nữ nhân của ta, là vinh hạnh của bọn họ, ta nói bọn họ quỳ, bọn họ cũng không dám đứng lên, sao, ngươi cũng có sở thích này à? Tiêu Viêm chậm rãi bước lên phía trước, sau đó, giọng nói âm trầm truyền ra, ta nhớ, hình như lúc đó, ngươi cũng có ý với nữ nhân của ta, hay là, hôm nay, để ta móc mắt ngươi ra đi. Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, rõ ràng, giọng điệu đã trở nên nặng nề, bởi vì, lúc ở Thần Linh Thành, Tiêu Viêm đã nhìn thấy Thiên Phong của Thiên Cơ Đảo này, hình như cũng có ý với Vũ Tuyết. Hiện tại, Vũ Tuyết đã là nữ nhân của hắn, là nam nhân của nàng, đương nhiên phải tính sổ với tên rác rưởi dám đánh chủ ý lên Vũ Tuyết. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Móc mắt ta ra, ta sợ, ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình à? Trước mặt thiên cơ thuật của ta, với thực lực cao giai thiên vị thần của ngươi, không phải là đối thủ của ta đâu. Nếu biết điều, bây giờ quỳ xuống xin lỗi ta, sau đó, dâng nữ nhân của ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi không chết. Không ngờ, Thiên Phong này lại nói năng ngông cuồng như vậy, điều này khiến Tiêu Viêm này sinh ý định chảm chết kẻ này. Vốn dĩ vừa rồi chỉ muốn dạy dỗ đối phương một trận, nhưng đối phương lại nói năng vô lễ như vậy. Vậy thì, hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Thật là tên khốn kiếp. Trong mấy chữ này, ẩn chứa sát ý, xem ra, Tiêu Viêm thật sự có chút tức giận, lập tức thân hình lóe lên, không chỉ tốc độ nhanh, mà còn mang theo lôi uy đáng sợ vô cùng, tốc độ này. Thiên Phong cũng sững sờ, nhưng rất nhanh, cũng điều chỉnh lại cảm xúc kinh ngạc của mình, lập tức thúc giục thiên cơ thuật của mình, ánh sáng huyền ảo trong mắt bắt đầu lấp lánh, cũng quan sát được quỹ tích di chuyển thần nguyên chi khí trên người Tiêu Viêm, nhìn thấy Tiêu Viêm tiếp theo sẽ tấn công bên phải của mình. Mọi người đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Ngay sau đó, lôi đình hóa thành một đạo công kích đánh về phía sau lưng Thiên Phong. Sau khi biết trước hướng công kích, hắn ta lập tức né tránh công kích mãnh liệt của Tiêu Viêm. Lôi đình chi lực nặng nề đánh xuống mặt đất, cả vùng đều bị đánh thủng, xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Hơn nữa, còn có dư điện thoát ẩn thoát hiện bên trong. Chiêu thức vừa rồi của Tiêu Viêm chính là đệ tam bộ trong thần hành thất bộ, cũng được gọi là lôi bộ. Bộ này không chỉ tốc độ nhanh hơn hai bộ trước, mà còn có thể hóa lôi làm công, đây chính là uy lực của lôi bộ. Tuy nhiên, một chiêu lôi bộ uy lực như vậy, vậy mà đánh hụt, không đánh trúng đối phương, ngược lại, trực tiếp đánh ra một khe rãnh sâu không thấy đáy trên mặt đất. Ha ha ha, tốc độ nhanh thì đã sao, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, không có thực lực tuyệt đối, thì đừng ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Sau khi né tránh được một kích cường đại của Tiêu Viêm, Thiên Phong cũng buông lỏng phòng bị, trước mặt thiên cơ thuật của hắn ta, tất cả đều tốn công vô ích. Bây giờ ngươi có cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Giọng nói đầy nộ sát vang lên, khí tức đáng sợ từ trên người hắn ta bộc phát ra, hắn bỗng nhiên nhảy lên, tay phải vung mạnh, ngưng tụ ra một cỗ thần lực đáng sợ, hóa thành bạch sắc trưởng ảnh khổng lồ, đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Lực lượng này bằng bạc, có thể xé rách thiên địa, không gian đều đang run rẩy, đại địa cũng vì đó mà rung chuyển. Tiêu Viêm đứng yên, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm vào Thiên Phong, ngay sau đó, không lùi mà tiến, trong mắt bắn ra ánh sáng quyết tuyệt, huyễn bạch hỏa diễm như tuyết, trong nháy mắt bộc phát ra từ cơ thể hắn, hóa thành một đóa hỏa liên, đón đỡ cự trường đáng sợ kia. Huyễn bạch hỏa liên như tuyết va chạm cùng cự trường, trong nháy mắt, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian nổ tung, sóng xung kích như cuồng phong bạo vũ cuốn ra xung quanh, thân hình Tiêu Viêm trong vụ nổ, hóa thành một đạo lôi đình, trong nháy mắt, xuất hiện sau lưng Thiên Phong. Thiên Phong cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng tất cả những động tác này đều nằm trong dự đoán của hắn ta, bởi vì hắn ta cũng đã dùng thiên cơ thuật để nhìn thấu động tĩnh thần nguyên chi khí của Tiêu Viêm. Vô dụng thôi, toàn bộ động tác của ngươi, ta đều. Còn chưa dứt lời, ánh mắt Thiên Phong đầy hoảng sợ, chỉ thấy một tia sáng chói mắt bắn vào mắt hắn ta, khiến tầm nhìn của hắn ta trở nên trống rỗng, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thần nguyên chi khí của Tiêu Viêm nhanh chóng ngưng tụ ở cổ họng, như thể sắp thi triển thần kỹ đáng sợ nào đó. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở to, tinh mang bạo xạ, khẽ mỉm cười, thần lực cùng phần thần chi lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn, rất nhanh, trong cổ họng hắn vang lên tiếng sấm rền đã ươm nếm từ lâu, miệng hơi trúng lại, mặt Tiêu Viêm hơi đỏ lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó há miệng, tiếng long ngâm vang lên như lôi đình, từ trong miệng hắn bạo hống mà ra. Gầm! Sóng âm vô hình vừa phát ra, không gian trước mặt Tiêu Viêm liền xuất hiện những gợn sóng âm thanh đáng sợ, ngay sau đó, một đạo sóng âm long ngâm nhanh như chớp khuếch tán ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, không gian yên tĩnh như thể bị ném bom, sóng âm cao vút ngàn trượng bùng phát, trực tiếp bao phủ lấy thân hình Thiên Phong. Cuối cùng, đạo sóng âm long ngâm đáng sợ này đánh lên toàn bộ cơ thể Thiên Phong, phát ra tiếng vang chói tai, làm chấn động màng nhĩ,
Long Ngâm gào thét, nội lôi bùng phát, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, cuồn cuộn lan ra, ngay cả không gian cũng không thể chịu đựng nổi sóng âm đáng sợ như vậy, trong nháy mắt bị xé rách. Lực lượng cường đại của sóng âm Long Ngâm trong vòng 10 dặm xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng, mà hành động của Thiên Phong cũng bị mục quang chi hỏa của Tiêu Viêm khống chế tạm thời, không có sự phòng bị nào, bị Thánh Long Ngâm đánh trúng, cho dù không chết thì thần hồn cũng phải chịu trọng thương, một khi thần hồn bị trọng thương, vậy thì thực lực của hắn ta sẽ giảm sút rất nhiều, cho dù là thất trọng thiên vị thần cũng có thể đánh bại hắn ta. Hơn nữa, Tiêu Viêm vừa rồi thi triển chỉ là uy lực của nhị trọng Thánh Long Ngâm, nếu là tam trọng Thánh Long Ngâm, chỉ sợ sẽ trực tiếp khiến cho thần hồn đối phương bị xóa sổ. Ngay cả Biện Na cũng cảm thấy thần hồn của mình run rẩy. Nếu như mục tiêu của Tiêu Viêm là nàng, chỉ sợ mọi thứ xung quanh sẽ bị cỗ sóng âm cường đại này chấn động thành hư vô. Uy lực của nhị trọng Thánh Long Ngâm vậy mà lại đáng sợ như vậy. Sau khi kéo dài một lúc, thanh âm Thánh Long Ngâm mới chậm rãi tan biến, lực lượng sóng âm tràn ngập thiên địa cũng dần dần tan biến. Một thân hình thảm hại từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, dấy lên khói bụi mù mịt. Tiêu Viêm nhìn Thiên Phong đã bị thần kỹ sóng âm của mình đánh trúng, hơn nữa còn trực tiếp bị trọng thương thần hồn, khiến cho hắn ta nằm thoi thóp, trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Xem ra theo thực lực của ta tăng lên, nhị trọng Thánh Long Ngâm thi triển ra lại có uy lực như vậy, thật sự là quá cường đại. May mà hắn thi triển nhị trọng Thánh Long Ngâm, nếu vừa rồi thi triển tam trọng Thánh Long Ngâm, chỉ sợ thần hồn của Thiên Phong này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, có lẽ cũng vì thế mà vẫn lạc. Nhưng để không phá vỡ quy củ của vạn giới thánh tử tranh đoạt chiến, Tiêu Viêm vẫn thu lực lượng xuống. Cái này, hắn vậy mà thật sự đánh bại Thiên Phong của Thiên Cơ Đảo. Biện Na vẻ mặt khó tin che miệng lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Điều này khiến nàng hoàn toàn không lường trước được. Thiên cơ thuật có thể dự đoán được hành động tiếp theo của đối phương, vì sao vừa rồi Thiên Phong không thể nhìn thấu đòn tấn công tiếp theo của Tiêu Viêm? Thân hình Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Thiên Phong đã bị trọng thương, lặng lẽ nhìn hắn ta. Mà Thiên Phong nằm trên mặt đất thở thoi thóp, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc vô cùng, vì sao vừa rồi hắn ta không nhìn ra quỹ tích hành động tiếp theo của Tiêu Viêm, hơn nữa hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi hắn ta biết được thì đã bị trọng thương nằm ở đây. Vì sao vừa rồi ta không thể nhìn thấu hành động tiếp theo của ngươi? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Không có gì, chỉ là phá giải thiên cơ thuật của ngươi thôi. Một câu nói đơn giản của Tiêu Viêm khi truyền vào tai Thiên Phong lập tức khiến hắn ta ho khan dữ dội. Phá giải thiên cơ thuật của hắn ta, điều này tuyệt đối là không thể. Cái gì? Phá giải thiên cơ thuật của ta? Tiêu Viêm nhìn Thiên Phong với vẻ mặt khó tin, nhưng vẫn giải thích cho hắn ta. Thiên cơ thuật của ngươi tuy cường đại, có thể nhìn thấu thần nguyên chi khí trong cơ thể đối phương, nhưng một khi sử dụng thần kỹ của lực lượng thần hỏa, thiên cơ thuật của ngươi sẽ mất hiệu lực. Tuy có thể nhìn thấy thần nguyên chi khí của ta di chuyển, nhưng trước đó, ta đã thi triển thần kỹ thần hỏa, hơn nữa, vừa rồi ta sử dụng chính là mục quang chi hỏa trong tam muội thần hỏa. Lời này vừa nói ra, trực tiếp giáng thêm một đòn nặng nề vào thần hồn Thiên Phong, cơ thể hắn ta không khỏi run rẩy. Thì ra hắn ta bại trên tay thần hỏa, thiên cơ thuật mà hắn ta luôn tự hào vậy mà lại bị một người phá giải, trong lòng cực kỳ không cam lòng.